Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Colombia, và trong hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tới thành phố Cartagena, là một thành phố du lịch nổi tiếng nằm bên bờ biển Caribe. Thành phố tuyệt đẹp này là một trong những địa điểm du lịch được khách du lịch yêu thích nhất ở Colombia. Tuy nhiên, để có được trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta phải rời khỏi thành phố Cartagena một chút. Hành trình này sẽ đưa chúng ta tới một thị trấn nhỏ nằm cách thành phố Cartagena khoảng tầm 15 cây số. Và thị trấn này tên là Ponte Suela. Ponte Đây là một thị trấn không khác biệt nhiều so với các thị trấn khác ở Colombia. Tuy nhiên, những thanh niên, những người đàn ông đang ngồi dưới tán cây này có một bí mật nho nhỏ mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Bí mật này liên quan tới những chú lừa. Và đối với đại đa số chúng ta thì lừa là một con vật hết sức bình thường, không có gì xa lạ cả. Ở Colombia cũng không là ngoại lệ. Lừa ở đây là một loại động vật rất thông dụng và được người dân sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như người đàn ông này chẳng hạn đang dùng một chú lừa rất là to, có vẻ khá khá già rồi, để đi chở hàng cũng như là một phương tiện giao thông di chuyển trong thành phố. Lừa là một động vật rất thông dụng của Colombia và các bạn có thể thấy ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn của Colombia. Và đa số là người dân dùng lừa để mục đích chở hàng. Như những người dân này chẳng hạn, họ dùng lừa để thô hàng đi ra chợ bán hoặc là đi mang đồ về nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào thị trấn Puntazuela này để tìm hiểu. Như đã nói thì đây là một thị trấn cũng khá là bình thường, không có gì là đặc biệt hết. Và có thể đây là điều đặc biệt đầu tiên. Đường vào làng này không hề đơn giản chút nào. Rất nhiều đá sỏi và đường này không được đẹp lắm. Và như các bạn vừa nghe thì ở đây con lừa được sử dụng vào một mục đích nữa, đó là làm bạn gái của những người đàn ông ở đây. Và đặc điểm chung của tất cả những người đàn ông mà chúng ta đang gặp ở đây, đó là tất cả họ đã từng có bạn gái là con lừa. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện cùng họ để tìm hiểu về một tập tục, một truyền thống hết sức kỳ dị và quái gở này. Tuy nhiên, có thể nó chỉ quái gở với chúng ta, những người từ bên ngoài vào, còn đối với họ thì họ nói chuyện rất cởi mở và thoải mái về chuyện này. Như bạn thấy đi, họ không ngần ngại kể cho chúng ta nghe câu chuyện tại sao họ lại lấy những chú lừa để làm bạn gái của mình. Chúng tôi không cần phụ nữ để trở thành một đấng trượng phu, không cần gì hết. Anh bạn này rất tự hào khoe thành tích như vậy. Có vẻ anh bạn này đã có rất nhiều bạn gái là các chú lừa rồi. Trước kia ở nhà tôi có một chú lừa cái và một chú lừa đực. Nhà tôi tổng cộng là có hai chú lừa. Anh bạn này khoe này, tất cả mọi người đây đều có màu da đen và họ rất tự hào về điều đó. Vậy anh cũng đã có từng có bạn gái là lừa, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Khoảng bao nhiêu tuổi thì bạn có bạn gái lừa lần đầu tiên? Mình đi hỏi câu đó, tuy nhiên vốn tiếng Tây Ban Nha là khá là hạn hẹp, do vậy bây giờ phải
giở điện thoại ra để tra từ điển để hỏi bằng được câu này thì thôi. Vậy anh cũng đã có từng có bạn gái là lừa chứ? Vâng, tôi cũng đã từng có. Tất cả đàn ông chúng tôi ở ngôi làng này đều đã từng có bạn gái là con lừa. Chúng tôi, những người dân sống ở vùng ven biển của Colombia, rất yêu con động vật này. Tình yêu đầu tiên, bạn gái đầu tiên của mỗi người đàn ông sống ở khu vực ven biển của Colombia là con lừa. Es la primera novia de nosotros, de las personas aquí en Colombia. Es la primera novia, la burra. Và câu hỏi tiếp theo mình muốn hỏi những thanh niên này là cái trải nghiệm tình yêu đó với những chú lừa diễn ra như thế nào? Tuy nhiên Google dịch không dịch đúng là lừa cái, mà là dịch ra thành lừa đực. Tại vì trong tiếng Tây Ban Nha có hai từ, một từ để chỉ lừa cái mà một từ để chỉ con lừa đực. Và trải nghiệm tình yêu với những chú lừa là trải nghiệm. Trải nghiệm tình yêu với những chú lừa là trải nghiệm như thế nào à? Phải nói đó là một trải nghiệm rất là phong phú. Và cảm giác đó cũng giống như cảm giác với một người phụ nữ bình thường thôi. Mặc dù đó chỉ là con vật, tuy nhiên cảm giác có được khi yêu một chú lừa, đó là một cảm giác rất là phong phú và nồng ấm. Đối với con người chúng ta, tóm lại là cảm giác cũng giống như cảm giác khi bạn yêu một người phụ nữ thực thụ. Thậm chí khi yêu một chú lừa thì cảm giác đó còn hồi hộp hơn, còn nồng nàn hơn. Tại vì yêu lừa là một cảm giác mạnh, rất tuyệt vời. Vì vậy chúng tôi coi lừa là bạn gái. Como novia. Como novia. Como novia. Và cảm giác yêu một chú lừa đôi khi rất là tuyệt. Nhiều khi tuyệt vời hơn cả khi yêu một người phụ nữ. Primer amor. Primer amor de los costeños. Burra. Nosotros los colombianos, el primer amor. Burra. Los costeños, que el costeño es que come burra, ¿verdad? Ah, lo solo decía. Espérale la burrita ahí para que vea que. Ah, que le pelee, que le alce. El cita, el cita. ¿Les ve? No. Venero, ¿les ve? Ve tú, ahora ve tú. Esta es la primera novia de nosotros, la burrita, La primera novia, ya. Sí, ve. Este animal no quiere, no quiere nada. Sí, sóbala, sóbala, sóbala. Để bước vào một mối quan hệ yêu đương với một chú lừa, thì đây là những bước đầu tiên. Para tener relaciones con la burra. Estos son los primeros pasos. Que sí, tombe, no joda. La rica se la amarra en las patas. Bước đầu tiên để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với một người bạn gái rất là tẻ nhạt. Cuando sientas la pata, es como cuando sabes que lo tira pata. Es guapo, es guapo. No. Ese no es como la cachara. Đây là bước đầu tiên để bắt đầu mối quan hệ với những chú lừa. Và như bạn thấy thì ở Colombia đây là những bước đầu tiên để bước vào quan hệ yêu đương với một chú lừa điên rồ như thế này. Ai chả thích được massage vuốt ve đúng không? Con người chúng ta cũng vậy và động vật cũng không là ngoại lệ. Đặc biệt là chú lừa sẽ thích được vuốt đuôi. Không những thích được vuốt đuôi mà chú lừa này có vẻ còn thích được xoa bụng, xoa cả lưng nữa. Khi được chiều chuộng và vỗ về bằng cách vuốt đuôi như thế này thì nó sẽ rất ngoan. Ở Colombia chúng tôi con lừa có một ý nghĩa và vai trò đặc biệt như vậy đấy. Nó có vẻ như vỗ về chiều chuộng nhiều quá không làm chú lừa này thích. Bà chú bắt đầu đã có những phản ứng đầu tiên. Años, años. Burra, años. ¿Cuántos años tiene la burra? ¿Cuántos años? Lo que sea, requiere, lo que sea. Cinco añitos, ponle, cinco añitos. Invento, como bien sea. No, vamos a ponerle. Cinco. Cinco años. ¿Cómo se llama? Seven. La burra tiene cinco años. Seven. Son una pollinita. Tiene como dos años. Tres. Con lừa bao nhiêu tuổi thì có thể được coi là trưởng thành để có thể trở thành bạn gái của các anh. Khoảng tầm từ 3 đến 5 tuổi. De 3 a 5 años tiene la burrita.
Đó là tuổi của những chú lừa và những đàn ông Colombia chúng tôi lấy chúng làm bạn gái. Có lừa là bạn gái quả thực là một cảm giác rất là tuyệt vời và đặc biệt. Có thể nói là đặc biệt hơn nhiều khi bạn có một người phụ nữ là một bạn gái. La mujer siente una sensación rica, por eso es que nosotros la cogemos como novia a la burra aquí en Colombia. Tiene aproximadamente de 3 a 5 años la burrita. Y uno así le hace el amor a la burra. Đừng bỏ phí những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp của các bạn bởi vì có một bạn gái là chú lừa là một việc làm vô cùng đơn giản. Đơn giản hơn là đi tán một cô gái. Thế nên có một người bạn gái là chú lừa tốt hơn rất nhiều. Đối với những thanh niên chúng tôi thì không có việc gì dễ hơn là việc có một bạn gái là những chú lừa. Thế còn anh, lần đầu tiên anh có người bạn gái là lừa, năm anh bao nhiêu tuổi? Bạn gái lừa đầu tiên của tôi à? Đó là cách đây khoảng tầm 5 đến 6 năm. Năm đó tôi 15, 16 tuổi. Và ở tuổi đó thì hầu như tất cả các thanh niên ở khu vực này đều đã có một chú lừa làm bạn gái. Đó là thời điểm dậy thì và cũng là một thời gian rất là quan trọng cho việc phát triển trí óc để trở thành một người đàn ông thực thụ. Và mối quan hệ yêu đương với các chú lừa có thể kéo dài 6 đến 7 năm, thậm chí có người còn có tới 8 đến 12 năm. Và sau mối quan hệ yêu đương với các chú lừa thì chúng tôi khi 17-18 tuổi đã trở thành một người đàn ông thực thụ, một người đàn ông trưởng thành có kinh nghiệm. Như đã nói, có những người yêu lừa 8 tới 12 năm. Như anh thấy thì chúng tôi là những người da đen, sống ở vùng ven biển của Colombia. Và chúng tôi là những người rất là khỏe mạnh. Rất là khỏe mạnh như thế này. Đó là nhờ những chú lừa. Chúng tôi phát triển trở thành đàn ông được cũng là nhờ những chú lừa. Lý do là vì chúng tôi biết cách yêu con lừa. Do vậy mà chúng giúp chúng tôi trở nên cường tráng và khỏe mạnh. Những người mà có mối quan hệ yêu đương với lừa từ 8 đến 12 năm là những người khỏe mạnh nhất. Và sức mạnh đó đến từ những chú lừa. Những chú lừa đó là những người bạn gái. Do vậy mà chúng mang lại những cái tình cảm thực thụ cũng như năng lượng tích cực để phát triển. Như vậy là bao nhiêu phần trăm số thanh niên trong làng này đã từng có bạn gái là những chú lừa? Bao nhiêu phần trăm mà? Tất cả những người đàn ông sống ở xung quanh khu vực ven biển này của Colombia đều đã từng có bạn gái là những chú lừa. Tất cả những thanh niên, không trừ một ai cả. Đối với những người sống ở khu ven biển này ở Colombia như chúng tôi, thì đây là một truyền thống. Có từ rất lâu đời nay rồi. Chúng tôi quý trọng con lừa, tôn trọng nó và coi nó như một con người. Chúng là một con vật hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Vậy tại sao chúng tôi không yêu chúng được chứ? Thế còn anh, lần đầu tiên anh có một bạn gái là chú lừa là vào năm bao nhiêu tuổi? Bạn gái lừa đầu tiên của tôi à? Khá sớm đó. Năm đó tôi khoảng tầm 9 đến 10 tuổi. Một cảm giác rất là thích thú và dễ chịu. Anh cứ tưởng tượng, đó là như một người phụ nữ biết chiều chuộng đàn ông, biết nâng niu. Và bạn gái lừa của tôi ngày đó là một chú lừa cũng lớn tuổi và cảm giác yêu đương đó đúng như yêu đương một người đàn bà thực thụ. Tôi không biết phải tả cái cảm giác được yêu một chú lừa như thế nào nữa. Đó là một cảm giác khó tả, một cảm giác rất là thích thú, một cảm giác mà không thể có được với bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Và tôi chỉ muốn nhấn mạnh là cảm giác yêu đương với một chú lừa tuyệt vời hơn rất nhiều khi yêu đương với một phụ nữ. Tại vì hiện nay, tôi cũng đang có bạn gái. Một con người chúng ta, đặc biệt là đàn ông ở đây, nhiều khi rất hay bị cô đơn, hoặc là họ không tìm thấy một người bạn gái, một người phụ nữ nào cho cuộc đời mình hết. Có thể là ở đây nhiều khi phụ nữ có những đòi hỏi rất là cao, hoặc không hợp, hoặc họ rời ở nơi này để đi vào thành phố sống. Và khi đó chúng tôi chỉ việc đến một trang trại nào đó để tìm bạn gái lừa cho mình. Quanto de burra? Quanto de burra? Quantai? Cinco. One, two, three, four. Five. Mm-hmm. Five.
Ở khu vực ven biển này, trước kia lừa chỉ là một phương tiện đi lại cho chúng tôi. Lừa là chuyên chở chúng tôi và chuyên chở các loại hàng hóa. Chúng chở nước, chở gỗ, chở sữa, chở tất cả các loại thực phẩm và tất cả những gì mà chúng có thể chở. Ngày nay cũng vậy thôi. Nhiệm vụ trước hết của nó là một con vật để chở đồ. Và chúng đã giảm nhẹ cho chúng tôi rất nhiều các công việc nặng nhọc trên đồng áng. Và nhiệm vụ thứ hai cũng không kém phần quan trọng của chú lừa ở đây. Đó là nhiệm vụ mà chúng tôi vừa kể với anh rồi đấy. Mọi người nghĩ gì về việc các anh có bạn gái là chú lừa ở đây á? Ở đây, ai cũng coi điều đó là một việc hết sức bình thường. Normal. 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 Họ cũng chẳng nghĩ tốt hay nghĩ xấu về việc đó. Họ chỉ biết rằng đó là một việc mà chúng tôi vẫn làm và chấp nhận điều đó. Ở đây, đó không chỉ là một việc hết sức bình thường, mà đó là truyền thống của chúng tôi nữa. Ở vùng duyên hải này, đó là truyền thống của chúng tôi. Ở khu vực này của Colombia, khi bạn có mời bạn gái là những chú lừa, thì không ai nói năng gì cả. Không ai cấm cản hoặc không ai bêu xấu gì hết. Một việc hết sức bình thường ở đây. Vậy, truyền thống đó chỉ có ở khu vực này hay ở toàn Colombia? Chỉ ở đây thôi. Chỉ ở khu vực này thôi. Chỉ có ở khu vực ven biển này thôi. Ví dụ như ở Bogota hay Medellin, việc này không có. Đó là truyền thống của những khu vực ven biển này, ví dụ như ở Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Maicao. Truyền thống này không tồn tại ở các thành phố khác của Colombia, ví dụ như Bogota hay Medellin. Chỉ có ở khu vực ven biển chúng ta đang ở này thôi. Thậm chí khi hàng xóm hoặc người thân biết bạn có một người bạn gái là chú lừa thì chả thèm để ý nữa, tại vì đây là một điều hết sức bình thường. Đơn giản là tại vì ở đây, tất cả ai cũng sẽ biết rằng những người bạn gái đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi, những thanh niên trẻ tuổi, sẽ là những chú lừa. Truyền thống của chúng tôi là như vậy đó. Đối với những thanh niên mới lớn như chúng tôi thì đó như là một cái phản ứng tự nhiên, một bản năng, và bản năng đó rất có ích chúng tôi trong giai đoạn trưởng thành, trở thành đàn ông. Tuy nhiên sau vài năm thì chúng tôi sẽ rời bỏ những chú lừa này để đi tìm một bạn gái thực thụ khác cho chúng tôi. Chúng đến bây giờ mình không tin được với những gì mình đã nghe và những gì mà mình sắp được nhìn, sắp được chứng kiến chắc cũng sẽ không thể tin nổi. Trong thế giới chúng ta còn quá nhiều điều có thể nói là kỳ dị. Và con người cũng là một sinh vật cũng khá là lạ lùng và kỳ dị, đúng không các bạn? Vậy là những người đàn ông ở đây gọi đó là một truyền thống. Vậy các bạn nghĩ sao về thói quen hoặc về truyền thống rất là kỳ quặc này của những người đàn ông sống ở các thành phố ven biển của Colombia? Các bạn hãy để ý kiến của mình dưới phần bình luận. Thế giới chúng ta quả là còn nhiều điều kỳ dị và còn nhiều phong tục, tập quán, nhiều truyền thống khá là không bình thường. Và rất may là những chú lừa này vẫn còn là một con vật mang đúng trọng trách, đúng ý nghĩa, đúng nhiệm vụ của nó ở nhiều quốc gia khác nhau. Và cũng có lẽ Colombia là quốc gia duy nhất mà chức năng của lừa đã bị có thể nói là sử dụng sai mục đích. Và trong phần 2, chúng ta sẽ còn tìm hiểu sâu thêm nữa về một tập tục khá là kỳ quặc ở Colombia này. Mời các bạn cùng đón xem.